Chào mừng các bạn đến với chương trình Sun City được phát sóng vào lúc 19 giờ mỗi tối. Cách đây vài ngày, một mạnh thường quân ở Sài Gòn quyết định bỏ ra 100 triệu đồng để nhận nuôi con trai của hot girl Bella, tên thật là Đoàn Thúy Hà. Theo dự kiến, trưa ngày 12 tháng 7, mẹ con Bella sẽ lên máy bay. Tuy nhiên, khi đến sân bay làm thủ tục, Bella đã bị lực lượng giữ lại do nghi mang theo súng. Cụ thể, khi qua điểm kiểm tra an ninh, Bella đã cố tình mang theo vật phẩm nguy hiểm trên người, nên đơn vị đã lập biên bản từ chối hoàn thành thủ tục an ninh. Sau khi lực lượng chức năng mời ra làm rõ, xác định đó là khẩu súng giả được Bella mang theo người, nên đã bị cấm bay chuyến bay khởi hành lúc 12 giờ trưa. Sau khi trình bày, giải thích bên phía an ninh sân bay đồng ý cho mẹ con Bella rời sang chuyến bay sau khởi hành lúc 13:50. Nhiều người biết đến Bella như một nữ ca sĩ xuất hiện với tần suất dày đặc, được ghi nhận đến nhiều nơi, nhưng ở đâu cũng để lại hình ảnh kiếm duyên khi cô nàng Bella Đoàn bóc bánh không trả tiền. Cũng chính vì thói quen đó mà ca sĩ Bella bị nhiều người nhận ra, lời qua tiếng lại. Tuy nhiên, hot girl Bella vẫn là cô nàng tạo độ phủ sóng lớn trên mạng xã hội Facebook bất chấp dư luận xã hội. Sau 8 năm theo dõi tình yêu của thần tượng, những người hâm mộ bắt đầu nghĩ đến một đám cưới. Ngay thời điểm nhạy cảm này, một vài hình ảnh tình tứ của Đông Nhi và ông Cao Thắng được hé lộ, khiến fan càng được dịp đoán già đoán non. Trong những bức ảnh được chia sẻ, Đông Nhi ngọt ngào với đầm trắng đơn giản mà tinh khôi. Trong khi đó, ông Cao Thắng đóng suất lịch lãm như soái ca. Ánh mắt anh không rời người phụ nữ của mình, dù chỉ một giây một phút. Nghi vấn kết hôn lại càng trở nên rõ hơn khi cách đây không lâu, Đông Nhi đã chia sẻ trên Facebook đoạn clip ngắn quay đoạn hậu trường chụp ảnh kèm dòng chú thích bày tỏ mong muốn về một ngôi nhà và những đứa trẻ. Bài đăng này đã khiến các fan vô cùng thích thú và ồ ạt để lại bình luận giúp cô nàng làm đám cưới. Sẽ là một tin vui dành cho toàn thể các fan của cặp đôi Nhi Thắng nếu đây thật sự là những bức ảnh cưới của hai người. Hiện vẫn chưa có bất kỳ thông tin chính thức hay xác nhận từ phía hai nhân vật chính, nhưng các fan vẫn đang vô cùng kỳ vọng về một đám cưới đình đám của showbiz Việt trong năm nay. Vừa qua, hình ảnh của Tóc Tiên được đăng tải trên mạng khiến dân tình xôn xao khi nữ ca sĩ viết: "Chủ nhật thảnh thơi của cô nàng độc thân." Dù không chính thức thừa nhận, nhưng 2 năm qua, những hình ảnh tình cảm cũng như sự gắn bó của Tóc Tiên và Hoàng Tuliver cũng đã thay cho lời thừa nhận về mối quan hệ trên mức tình bạn giữa cả hai. Cách đây không lâu, nữ ca sĩ cũng có một chia sẻ khá dài trên Instagram về bản thân đang là phụ nữ độc thân ở tuổi 28. Được cho rằng cùng xuất hiện trong chuyến đi du lịch Thái Lan hồi giữa tháng 6, nhưng cả hai cũng không hề đăng tải bức ảnh nào với nhau. Chính vì thế, sâu chuỗi lại những chia sẻ của Tóc Tiên đã khiến khán giả hâm mộ cặp đôi nghi ngờ rằng họ đã đường ai nấy đi. Bị bắt gặp nhiều lần hẹn hò bí mật cùng nhau nhưng chưa từng lên tiếng khẳng định, cặp đôi này được người hâm mộ ủng hộ và yêu mến trong suốt một thời gian dài gắn bó bên nhau. Cảm ơn các bạn đã theo dõi Sun City và đừng quên cập nhật những thông tin nóng nhất của Sun City bằng cách subscribe kênh SNL Channel này nhé.